Ok, xin chào toàn thể các bác nhá. Hôm nay em giới thiệu cho các bác về 5 cái mẫu bơm tay được anh em tin tưởng và sử dụng khá là nhiều ấy. Trong cái video này em sẽ test thực tế cho bác xem cái mẫu bơm đại bàng các bác nhé. Đây, các bác quan sát con này bơm đại bàng này. Đây, mẫu này là hàng Japan, hàng của Nhật các bác nhé. Đấy, con này đồng hồ to, lọng to, các bác nhìn xịn sò nhé. Siêu xịn sò luôn, con này chân gấp nhé. Đấy, các bác nhìn chân gấp rất chi là tiện đấy. Cái này thì là hàng cũng mới về. Nói thật với các bác là con này thì bơm thì tuyệt vời, đỉnh cỏ chóp các bác chơi nhé. Đấy, các ông cháu nào mà làm con bơm này thì rất chi là đẳng cấp các bạn. Đấy, vì sao em nói thế? Vì tinh cái mẫu bơm FB con báo, con hổ hay con sói các bác thường dùng ấy thì nó cũng là bình thường thôi. Nếu mà so với con đại bàng này thì không có tuổi để xếp hùng con này các bác nhé. Đấy, vì sao? Vì con này là hàng của Nhật, một thương hiệu rất chi là nổi tiếng nhé. Bền bỉ theo thời gian là cái nhất. Cái thứ hai là có bơm lên cực kỳ là nhanh và nhẹ nhé, mẫu bơm đại bàng này. Đấy, cái hàng này thì trong thân bơm có nước làm mát nhé, các bác bơm nó không bị nóng thân bơm, nó tỏa nhiệt cực kỳ là nhanh. Đấy, con này đảm bảo cho các bác là bền bỉ theo thời gian nhé. Các bác mua con này, các bác bỏ tiền ra, em khẳng định các bác mua con này là các bác sẽ không phải hối hận khi phải mua con bơm này nhé. Các bác dùng vài năm không lo hỏng nhé, chỉ sợ củi có bác các bác hỏng thôi, còn không lo hỏng bơm đấy. Em nói thế các bác cho các bác yên tâm. Cái thứ hai, bây giờ các bác cố gắng nhìn vào đây, em sẽ test thực tế cho bác xem nhé. Đây, con này em vặn van xả áp vào này. Ở đây em có lắp một cái ốc két bơm, em bơm cho bác xem khoảng chục cái, hơn chục cái lên 300-400 cân bình thường nhé. Đấy, đây các bác cố gắng theo dõi kỹ. Ở đây em bơm cho bác xem luôn này. Đây, đồng hồ áp đang ở mức 0 nhé. Đây, em bơm này, 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 3, 4, 28. Đấy, đã lên đến 200 rồi các bác nhé. Đấy, bơm khoảng hơn chục cái lên 200. Vặn van xả các bác nhé. Đấy, vặn van xả áp ra, hơi ra rất chi là mạnh các bác nhé. Đấy, cái này nếu các bác nào bơm, em bơm hơn chục cái đã lên đến 200, gần 300 cân rồi. Con này là đỉnh vỏ chóp các bác nhé. Đấy, cái này thì báo giá công khai cho anh em nhé. Con này giá hiện tại bên em đang bán khuyến mại nhé, giá là 1.200.000 cây bơm đại bàng. Con này bảo hành cho các 1 năm nhé. Con này là đỉnh cao của chóp. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác một cái mẫu bơm cao cấp. Cao cấp thì đây, con này là có bơm Sionxin các bác, Sionxin này. Bầu to, bầu to, đồng hồ to, đồng hồ to. Con này chân cũng không gấp được, nói chung là được cái nọ mất cái chai. Cái này thì bơm cũng bền bỉ đây, nhưng mà con này nó thuộc phân khúc cao cấp hơn nhé. Con này thì giá công khai cho anh em là giá 1.800.000 nhé, 1.850.000 bơm tay Sionxin. Đấy, các con bơm đại bàng này em bơm khoảng hơn chục cái nhưng thân bơm không nóng một chút nào các bác nhé. Đấy, đấy các bác nhìn là hai con này thì đối thủ không cùng đẳng cấp đúng không? Con này thì có sẵn nước làm mát cũng rất chi là xịn sò. Đấy, con này thì nó thuộc phân khúc cao cấp hơn. Đấy, bác nào tay to các bác có thể làm con này, hoặc các bác nào tầm trung mình làm con này, quá hợp lý so với túi tiền nhé. Đây, để giao dịch thành công các bác có thể vui lòng gọi điện trực tiếp lên 3 đầu dây shop nhé. Đặc biệt là hôm nay em có hai cây bơm thanh lý cho bác, giá rất chỉ là rẻ, em để ở đầu bên kia nhé. Các bác cố gắng theo dõi hết video, hai cây bơm đấy nó là bơm lỗi thì em bán cho các bác giá rẻ đấy. Nói chung là bây giờ em cũng rất chỉ là bận, không có thời gian. Nếu có thời gian em chỉ tháo ra thay sửa một chút thôi là lại bơm rất chỉ là ok. Các bác nào ở nhà mình có bơm rồi mà nó bị hư hỏng thì các bác có thể lấy hai con kia về các bác thay sửa, lấy phụ kiện thôi nhé. Đấy, đây tiếp theo em giới thiệu đến cho các bác cái mẫu bơm thứ ba. Mẫu bơm thứ ba là mẫu bơm FB con báo nhá. Đây, những cái mẫu bơm này thì các bác dùng khá là nhiều từ trước đến giờ nhé. Con này là đồng hồ dầu nhé, đồng hồ dầu này, lọng còn to các bác. Đấy, chân con này chân gấp cánh én, các bác thấy chân gấp nhé, rất chỉ là tiện các bạn. Cái mẫu này bao cho các bác bơm khoảng độ tầm 300 đến 330 cân nhé. Quay đầu đến nơi em ship cú COD đến nơi, các bác được kiểm tra hàng trước khi nhận nhé. Lỗi đâu đuổi đấy, bảo hành cho em ok chưa? Thế là tuyệt vời các bố cháu nhé. Đây, tiếp theo em lên cho các bác cái mẫu bơm thứ tư nhá. Đấy, các bác cố gắng theo dõi video, các bác thích cái cây bơm nào thì gọi đến 3 đầu số để chốt nhé. Vào biển bên em mua bán thì luôn luôn ship cú COD đến nơi, kiểm tra hàng, cái hàng chưa khi nhận, lỗi đâu đuổi đấy, hàng đúng như mẫu mã, đúng mô tả, đúng chất lượng các bác nhận nhá. Đây, hiệu FB con báo, con này chân gấp, đồng hồ to, lọng bé nhá. Đây, con này gọi là bơm nhỡ nhé. Bơm nhỡ này em đang bán cho bác giá là 750.000 nhé. 750.000. Con bơm này mức áp
bao cho em bơm khoảng được tầm 200 đến 200 250 đến 280 nhé. Đấy. Còn cây bơm cuối cùng này, cây bơm cuối cùng mình có cây bơm đồng hồ bé là ổn bé, chân là chân cành én các bác nhé. Đấy, chân cành én con này thì bao cho bác bơm khoảng được tầm 250 quay đầu. Bác nào chơi truyền thống, cây truyền thống thì lấy con này vô cùng hợp lý. Vì sao? Vì những cây truyền thống yêu cầu nước áp nó cũng thấp, khoảng được tầm 200 phần trở lại. Các bác lấy con này là vừa miến nhé. Đấy, giá nó cũng phù hợp với túi tiền. Đây. Ba đầu số loại của shop đây. Bác nào muốn mua thì liên hệ trực tiếp đến ba đầu số này của shop các bác nhé. Đấy. Các bác là không mua bơm, ví dụ các bác thích cây 1 triệu 2 thì các bác gọi đến ba đầu số của shop. Các bác bảo em ơi bán cho một cây bơm đại bàng giá 1 triệu 2 này, em biết các bác lấy kia nhé. Con bơm CNC là 1 triệu 8 50 này. Con bơm FB con báo bản đường biên này, cái này bơm nhanh bơm nhẹ nhé. Giá là 900 nghìn nhé. Đấy. Các bác chỉ cần đọc giá tiền này em biết các bác lấy bơm này. Với em hoặc con bơm này đồng hồ to nó còn bé. Con này là giá khuyến mại đang là 750, hết khuyến mại lại bán 800. Đấy. Cây bơm đồng hồ bé nó còn bé hay là 600 nghìn đó nhé. Đấy. Đây, đến với hai cây bơm thanh lý của ngày hôm nay các bác nhé. Đấy. Hai cây bơm thanh lý thì con này là hiệu FB con báo này, chân là chân gấp này. Đấy. Cái này thì nó không có đồng hồ, nó không có dây bơm, không có gì cả. Cái này em cũng chưa thử và chưa kiểm tra, cũng không biết là nó hỏng cái gì. Thế thôi, thanh lý nhanh cho anh em là 250.000 nhé. Con này 250.000 thanh lý nhanh cho anh em nhé. Ok chưa? Đấy, 250.000. Bác nào muốn mua thì vào việc luôn nhé. Cây bơm thanh lý em chỉ có 1-2 cái thôi. Cái này không biết hỏng cái gì, về các bác kiểm tra, hỏng gì mình sửa đấy nhé. Đấy, em nói luôn cây bơm này là cây bơm hỏng nhé. Không, các bác không có gì phải ú mờ mờ cả, chỉ có bơm hỏng nên bán giá như thế này thôi, giá lạc trôi thôi nhé. Đấy, 250.000 cây bơm này. Còn cây bơm này thì có đồng hồ này, không có dây bơm này, không có tay cầm này, nó cũng hỏng nhưng em cũng chả biết là hỏng cái gì nhé. Đồng hồ này thì cũng còn đồng hồ dầu cũng xịn xò ra phết đấy nhỉ. Nhưng con này có đồng hồ bán cho bác 300 nhé, 300.000. Con này có đồng hồ, con này không có đồng hồ là 250. Đấy. Còn bác nào thích mua bơm mới thì vào việc một số em này nhé. Đây là những cái mẫu bơm bên em luôn cung cấp ra trên thị trường được các bác sử dụng khá là nhiều. Đặc biệt là cái mẫu bơm đại bàng bây giờ hiện tại đang là mưa làm gió trên thị trường, lúc nào cũng cháy khét lẹt các bác nhé. Đấy, mẫu đấy bây giờ thì chất như nó xuất luôn. Đấy. Còn những cái mẫu này thì em khẳng định là nhiều bác cũng rồi, những cái mẫu bơm đại bàng kia thì các bác một số ít dùng phản hồi lại tuyệt vời quá. Đấy. Vì sao? Vì các bác dùng bơm nó lên nhanh, lên mạnh, lên khỏe và bền bỉ theo thời gian nhé. Đấy. Thì các bác nào muốn một làn gió mới thì có thể tham khảo qua mẫu bơm đại bàng. Nếu các bác muốn dùng cái mẫu bơm được anh em sử dụng từ ngày xưa đến giờ thì các bác có thể lấy cái mẫu này nhé. Giá cả rất chi là hợp lý thôi. Đấy. Thì bây giờ em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video sau. Cảm ơn các bác theo dõi video của em.